và đám mây có thể trở thành mưa một phần nào đó và rơi xuống đất để thành ra một dòng suối. Thì đám mây nhìn xuống thấy một phần của mình đang là dòng suối. Thì như vậy là đám mây đã bắt đầu luân hồi rồi. Chứ đâu có phải là khi mà đám mây không còn trên mặt trên trời nữa thì mới luân hồi. Là cha, là người đã khám phá ra chánh niệm lúc mà ngài đi tu học. Còn thiền sư Nhất Hạnh, sư ông Làng Mai là người đã có công đem chánh niệm vào trong thế giới hiện đại. Không phải con người gần đây không mà từ ngàn xưa cũng vậy. Con người mình có khuynh hướng là đẻ ra rồi cái gì làm. Sáng mình thiên hạ phải ăn sáng, mình phải ăn sáng, đôi khi mình chẳng đói thì cũng phải ngồi ăn sáng, rồi đi rồi mình làm được được vẽ cho mình một cái công tác gì thì mình làm như cái máy vậy. Thì cái đạo Phật này là cái đạo Phật mà Thích Ca dạy, mà theo cái sự hiểu biết của thiền sư Thích Nhất Hạnh và của những thầy những sư cô học theo thầy thì mình phải là con người tỉnh táo, con người biết mình làm, đừng làm như cái máy. Không phải gì người ta chạy đi theo cái chuyện làm đó rồi mình phải làm cái chuyện đó. Mình làm cái gì mình thấy khỏe, thấy nhẹ, thấy đẹp. Mình nhìn kỹ mẹ, thấy mẹ mới ra, bố mới ra, anh dễ thương quá, chị dễ thương. Rồi thì mình đi làm việc. Trong những nỗ lực rất là lớn của thiền sư Nhất Hạnh đã làm là cập nhật hóa những cái giáo lý của đạo Phật thành trong năm cái pháp thực tập chánh niệm mà thường thường chúng ta thường được biết là năm giới đó. Năm pháp chánh niệm là năm cái phương pháp thực tập mà nhờ có ý thức được những gì xảy ra trong ta và xung quanh ta, cho nên chúng ta có thể sống được một cuộc sống an lành. Chánh niệm tức là Phật dạy mình có con đường đi tới thành Phật thì phải có chánh niệm nè, tức là cái tâm mình phải định trở lại, nhìn sâu nè, rồi chánh mạng mình lựa cái nghề tốt đẹp nè, rồi chánh ngữ nói đừng có đau người ta, chánh tư duy rồi. Nhưng mà chánh niệm là phải trở về giây phút hiện tại, nhìn rất sâu. Đó là một trong tám cánh cửa để giúp mình đi tới con đường thành Phật. Nhưng mà thầy đọc tới đó, thầy giảng vậy. Đây là một giây phút tỉnh thức. Và khi anh tỉnh thức mà anh biết cách thì trong tương lai anh sẽ trở thành một cái gì cứu thế cũng được. Anh cũng có thể trở thành một người rất xấu mà anh tỉnh dậy mà anh thấy sâu thì anh có thể trở thành một đấng cứu thế. Vì số nghe phục quá. Và nhiều người Pháp, vì vậy mà người ta nói, người Pháp, rồi người Anh, rồi người... Tại vì thầy đi bằng cái cánh cửa chánh niệm.
sư Nhất Hạnh đã khởi đầu cái này lại vào trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, lúc mà có rất nhiều nạn nhân chiến tranh sống cuộc đời rất là khổ bởi vì họ phải tản cư từ vùng thôn quê lên Sài Gòn, rồi họ sống khổ, rồi cho nên là sư ông mới thành lập ra những cái chương trình để mà cho những cái nạn nhân chiến tranh bớt khổ, rồi đi về nông thôn, về giáo dục, về chăn nuôi, về y tế. Là sư ông có thấy là trong giai đoạn chiến tranh thì các thầy các sư cô không thể nào ở trong chùa mà tu học không được, phải đem Phật giáo ra ngoài đời để mà giúp đời. Lúc đó nước Mỹ sau khi ngày 1975 thì là surrender đi về Mỹ, thì họ chỉ nhận khoảng 200.000 người Mỹ đi qua Mỹ thôi. Từ đó sau họ đóng cửa lại, họ nói mỗi người thuyền nhân một năm họ chỉ nhận 10.000 người thôi, mà 10.000 người là không đủ, cho nên mấy cái người thuyền nhân họ mới xin mình dớ, thì thầy nói thầy dớ thầy chở đi Australia 10.000 người, đi Mỹ 10.000 người. Thì họ nghe vậy họ đi nhiều lắm, nhưng mà đâu có dễ, rồi mình bay đi mà không tìm ra, rồi mướn những cái tàu đánh cá, rồi sư cô đang từng ngồi trên tàu đánh cá. Rồi thì thầy mới nói là tôi sẽ làm chủ chương trình này với điều kiện là tôi phải có một người assistant. I know that she is very good on gathering money for hungry children in Vietnam, for poor people, thành ra cố giúp được. Chính ra thì sư ông Lòng Mai, thiền sư Nhất Hạnh rất là có cái ao ước, rất là muốn là đem Phật giáo Lần Mai mình về có cơ hội để hoằng pháp tại Việt Nam và có cái trung tâm tại Việt Nam, cái điều đó là rất là rõ. Sau khi mà sư ông đi rời đất nước, rồi 39 năm sư ông mới về lại đó, thì năm 2005 là sư ông đã về đó rồi, và chính vài tháng sau là mình đã thiết lập cái tu học theo pháp môn Lần Mai tại Bát Nhã, và Bát Nhã sau đó là được thực tập tại Từ Hiếu, cũng có theo pháp môn tu tập Lần Mai tại đó từ năm 2005. Rồi sau đó là mình có thêm cái ni viện Diệu Trạm, ni xá Diệu Trạm bên cạnh cũng tu tập theo pháp môn Lần Mai. Vậy thì cái việc mà tạo ra một cái cơ sở trung tâm tu học tại Việt Nam, đó là một điều mong muốn của sư ông. Một con người có thể có nhiều khả năng để giúp người đỡ khổ, giúp mình đỡ khổ, giúp mình sáng suốt, giúp mình thấy rõ và thấy sâu. Thì ở đây, ở Làng Mai cũng chỉ có dạy bao nhiêu đó thôi. Thành ra quan trọng là mỗi người về đây ở một ngày hay ở một giờ thì có được một giờ dừng ra lại để tâm mình đừng chạy bên đây chạy bên kia. Pháp Không đã được nghe rất nhiều người nói là nếu mà có một trung tâm Lần Mai tại Việt Nam như vậy thì sẽ giúp nhiều lắm. Thì chúng ta chỉ để cái duyên thôi. Thật ra thì sau cái vụ Bát Nhã thì cái mối liên hệ nó có khá hơn. Nhất là thời gian gần đây đó, sau khi mà sư ông về Việt Nam đó, 2018 đó, là chính Pháp Khâm cũng đã về Việt Nam được, và Pháp Khâm cũng đã có giảng dạy tại các chùa mà họ đứng ra họ giúp cho mình tổ chức. Và các thầy các sư cô tại Việt Nam mặc dù không sinh học một cách chính thức thì cũng đã được sinh hoạt truyền bá cái pháp môn Lần Mai. Cho nên thì nó có, cái cơ hội là nó có, nhưng mà mình có thể nói là nó nằm trong một cái sự giới hạn. Vậy thì có thể đến một lúc nào đó thì có thể là Lần Mai thấy được đủ duyên thì sẽ có mặt tại Việt Nam. Mình không có đặt ra một cái thời gian, nhưng mà cái duyên đó thì mình phải tạo, tạo duyên nhưng mà tùy duyên. Thank you.
Bây giờ đây đất càng ngày càng ít, người càng ngày càng nhiều, mà nếu chôn thì làm sao mà có đủ đủ chỗ, đủ chỗ. Cho nên thầy đã dặn dặn chùa tổ Từ Hiếu là tôi khỏi xây tháp cho thầy cho rồi. Rồi có dặn là sau khi đốt rồi á thì cái tro đó nó đâu phải là thầy nữa. Thầy đâu phải chỉ là một đống tro thôi, đâu đến nỗi tệ như vậy. Thầy là nhiều hơn đóng tro phải không? Thành ra thầy đồng nguyện có xây xây lỡ cái tháp cho thầy ở chùa Đình Quán rồi. Thầy dặn là nếu đã xây lỡ rồi thì phải khắc một hàng chữ phía trước nào. Trong này không có gì. Tức là tôi đâu có chịu ngồi trong này. Ở ngoài đẹp quá mà tại sao chui vào trong đó ngồi để làm gì? Thành ra muốn được giải thoát thì phải giải thoát ngay từ bây giờ. Không phải là đợi đến khi thành tro hay thành mục rồi mới giải thoát. Cho nên cái điều trước tiên là mình phải khuyên họ là trong khi người ta còn sống thì mình phải làm sao người ta có những cái giây phút hỷ và lạc và giải thoát. Cái đó là quan trọng nhất, đừng đợi chết rồi mới lo. Và trong khi mình sống, mình đã đi luân hồi rồi. Ví dụ bây giờ thầy đây, thầy đã luân hồi rồi. Thầy không có đời chết mà thầy đã luân hồi. Thầy nhìn các sư con của thầy thì thầy thấy thầy đã luân hồi thành các sư con rất là trẻ. Và có những người tuy là mình chưa gặp, nhưng mà họ đọc sách mình, họ tu tập. Và họ chuyển hóa, họ có hạnh phúc. Thì mình cũng là họ rồi. Mình đã đi luân hồi rồi. Và mình có mặt khắp nơi rồi. Ta đâu có đợi đến cái giây phút đó mới đi luân hồi. Giây phút đó chỉ còn chút tro thôi. Giống như là mình pha trà. Nước đầu uống rất ngon, nước thứ hai nó ít ít ngon, nước thứ ba thì nó lạc nhách. Và cuối cùng thì chỉ có sắc trà, cái sắc trà trong mình thôi. Cái sắc trà đó đâu phải là trà.